Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 121 của truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Chân phải của mặt sẹo bị chặt đứt rồi, sau này chắc chắn không thể ra chiến trường. Nhưng cưỡi ngựa thì vẫn có thể, nhưng lại không thể cưỡi nhanh, nếu không rất dễ rơi xuống. Lần này y cũng là một trong những tướng sĩ vào công nhận phong thưởng. Thực ra không chỉ y, hơn 800 tướng sĩ lúc trước hạ cánh xuống thành phố Hương Khánh vẫn còn sống đều vào công lĩnh thường. Ngoài ra còn có hơn 1.000 tướng lĩnh có công, cộng lại vừa đủ 2.000 người. Trong đó có rất nhiều tướng sĩ đều trọng thương tàn tật như mặt sẹo, nhưng họ sau này đều sẽ được sắp xếp đến dịch quán hoặc nha phủ nhậm chức, cũng không cần lo lắng cuộc sống tương lai. Đại ca mặt sẹo của đệ nói không sai, quân đội không phải dễ vào như vậy, nên đệ bắt buộc phải ở trong trường quân sự học thêm một chút kỹ năng, như vậy mới có thể đứng vững trong quân đội. Mặt khác, ở trong trường quân sự vài năm lại thêm, đệ còn có chức võ tán quan trên mình, nay mai gia nhập quân đội cũng dễ tăng tiến hơn, tiền đồ ngày càng sáng lạn. Vì vậy tiểu hầu tử đệ nhất định không được coi thường việc học tập vài năm trong trường quân sự. Hô Duyên Khánh lúc này lại cười cất lời, tuy y không lớn hơn tiểu hầu tử mấy tuổi nhưng lại từng trải phong phú hơn cậu ta rất nhiều. Để biết rồi, đã tạ hai vị đại ca chỉ giáo. Tiểu hầu tử nghe tới lời dạy dỗ của hai vị đại ca liền có chút ngại ngùng cười nói, y tuy kiến thức non yếu nhưng cũng không có nghĩa là ngu dốt, thực chất hoàn toàn trái ngược, bộ não của nó rất thông minh. Vừa nghe tới lời của Hô Duyên Khánh và mặt sẹo lập tức thông suốt, đồng thời cũng không khỏi mong đợi về trường quân sự. Kể ra Hô Duyên đại ca bên cạnh mình tốt nghiệp từ trường quân sự, hơn nữa còn lập được công lao to lớn, cũng không biết trường quân sự đó rốt cuộc là như thế nào. Rất nhanh đội ngũ của Hô Duyên Khánh bọn họ đã đến ngoài cửa nam của kinh thành. Đối với những tướng sĩ có công, Triệu Thự cũng vô cùng coi trọng, huống hồ Triệu Húc cũng nằm trong đội ngũ, vì thế giống như Triệu Nhan vào kinh lần trước cũng dẫn đầu văn võ bá quan nghênh đón. Còn cử hành nghi thức vào thành long trọng, vô số bách tính kinh thành dạt sang hai bên đường hoan nghênh, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Trong không khí náo nhiệt này, đám người Hô Duyên Khánh và mặt sẹo cũng ưỡn cao ngực, từng người ngồi trên xe ngựa xuyên qua cổng thành thẳng tiến vào trong thành. Tiểu hầu tử cũng là lần đầu tiên được nhiều người chú ý tới như vậy, nhất thời cũng cảm thấy máu nóng dâng trào. Chỉ có điều nó nhanh chóng nhớ đến lần này mình nhờ công lao phụ thân lập nên mới có thể được đối đãi như vậy. Sau này mình vào trong quân đội nhất định phải dựa vào nỗ lực của bản thân lập thành tích, sau đó đường đường chính chính nhận được sự hoan nghênh của mọi người như Hô Duyên đại ca. Sau khi trải qua nghi thức vào thành long trọng, những tướng sĩ có công như là Hô Duyên Khánh bọn họ được sắp xếp tới ở dịch quán. Đương nhiên, với người vốn dĩ đã xuất thân nhà tướng như Hô Duyên Khánh tất nhiên không ở trong dịch quán. Y tối hôm đó đưa mặt sẹo vào tiểu hầu tử. Ngoài ra còn có một hội bằng hiếu thủ hạ đến ở nhà mình. Mấy vị chồng bối nhà Hô Duyên cũng vô cùng coi trọng hậu bối ưu tú nhất trong gia đình là Hô Duyên Khánh, lập tức chuẩn bị tiếp đón thịnh soạn. Mặt khác, đàn ông trong nhà Hô Duyên hầu như đều ngồi xuống tiếp đón. Lần trước Triệu Nhân từng lĩnh giáo gia phong nhà Hô Duyên, kết quả đám người mặt sẹo đều được huynh đệ nhà Hô Duyên chuốc cho say mềm, trưa hôm sau mới ôm đầu rời khỏi giường. Triệu Thự không thể lập tức đi gặp những tướng sĩ có công như là Hô Duyên Khánh bọn họ, vì thế họ có đủ thời gian du ngoạn kinh thành. Hô Duyên Khánh cũng đã nói là làm, đưa mặt sẹo và tiểu hầu từ bọn họ đi tới những nơi có đồ ăn ngon trong kinh thành thưởng thức. Tất cả món ngon có thể ăn được, thậm chí đến cuối y còn đưa mặt sẹo bọn họ đến trường quân sự nếm thử món thịt kho tàu chính hiệu ở đó. Đây cũng là món ăn mà Hô Duyên Khánh mãi mãi không quên. Chỉ là khi mặt sẹo ăn thịt kho tàu, nhớ tới lúc trước Triệu Nhan tới thăm bọn họ, tình cảnh họ và lão hầu tử lần đầu tiên được ăn thịt kho tàu. Đáng tiếc lúc này người cùng ăn thịt kho tàu đã hy sinh hơn một nửa. Điều này cũng khiến y bật khóc bi thương, khiến nhiều người ở đó cũng đều lệ ướt nhòe mi. Có câu nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa đụng đến nỗi đau mà thôi. Với sự xuất hiện của đám người Hô Duyên Khánh, Triệu Nhan cũng muôn phần vui mừng. Hơn nữa hắn cũng như Hô Duyên mình mời đám người Hô Duyên Khánh và mặt sẹo tới biệt viện của mình, sau đó mời bọn họ ăn tiệc vịt nướng thịnh soạn. Kết quả mặt sẹo bọn họ lần đầu tiên phát hiện hóa ra trên thế gian này còn có một món vịt ngon tuyệt đến như vậy. Cuối cùng sau khi yến tiệc kết thúc, những người này ai nấy đều đi không nổi, sau cùng chỉ có thể dùng xe ngựa để trở về. Đây cũng là lần đầu tiên họ dự tiệc mà không uống rượu say. Cuối cùng vài ngày sau bọn họ cũng được Triệu Thự triệu kiến. Đương nhiên với thân phận của Triệu Thự không thể một mình gặp Hô Duyên Khánh bọn họ mà triệu tập tất cả các tướng sĩ đến trên điện Đại Khánh. Thái giám tuyên bố phong thưởng cho các tướng sĩ, sau đó lại thiết tiệc khoản đãi. Chỉ có điều tiệc rượu vô cùng thịnh soạn, nhưng đám người mặt sẹo và tiểu hầu tử lại hết sức gò bó, căn bản không dám thoải mái ăn uống. Thực ra đừng nói là bọn họ, đến người xuất thân nhà tướng như Hô Duyên Khánh cũng cảm thấy không tự nhiên khi ở trong hoàng cung. Triệu Nhan thân là hoàng tử, đồng thời cũng tham gia trong chiến tranh với Tây Hạ. Vì thế trong tham dự yến tiệc này, đợi sau khi yến tiệc bắt đầu thì hắn liền nhìn thấy sự ngượng nghịu của Hô Duyên Khánh bọn họ. liền nâng ly rượu đi đến cười nói vài câu với đám người Hô Duyên Khánh. Hồi bạn sẹo nhìn thấy người quen là Triệu Nhan cũng có mặt mới khiến họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khánh ca nhi, trường quân sự bên đó đã sắp xếp xong xuôi rồi. Vài ngày nữa huynh cho tiểu hồ tử đến trường quân sự báo cáo là được. Triệu Nhan sau khi kính mỗi người một ly rượu mới lại đến ngồi xuống cạnh Hô Duyên Khánh. Nói lần trước khi hắn chiêu đãi đám người Hô Duyên Khánh, đối phương với hắn nói chuyện tiểu hầu tử vào trường quân sự. Vì đợt chiêu sinh mới của trường quân sự năm nay đã kết thúc rồi, nên Hô Duyên Khánh mới muốn thỉnh cầu Triệu Nhan giúp đỡ. Đa tạ quận vương. Thần thay tiểu hầu tử kính người một ly. Hô Duyên Khánh nghe đến đây cũng vô cùng xúc động nói, người nhà của những tướng sĩ chết trận như là tiểu hầu tử không thể tham dự bữa tiệc hôm nay, nếu không y chắc chắn để tiểu hầu tử tự mình kính rượu Triệu Nhan. Khách khí với ta làm gì? Kể ra ta đã từng có duyên gặp mặt với phụ thân của tiểu hầu tử một lần. Tiểu hầu tử thân là người nhà của liệt sĩ, đương nhiên phải nhận được sự chăm sóc đặc biệt một chút. Triệu Nhan liền nâng ly rượu, sau đó một hơi uống cạn với Hô Duyên Khánh. Lúc này hắn chợt nhớ tới điều gì, liền lại mở miệng nói. Vì trường quân sự đã bắt đầu học vài tháng rồi, ta lo tiểu hầu tử không theo kịp tiến độ của các học viên khác, nên đặc biệt dặn dò giáo quan trong trường quân sự, dạy thêm cho nó một chút. Vì vậy mấy tháng đầu sẽ vất vả đấy. Huynh kêu nó chuẩn bị tâm lý chịu khổ đi. Ta hiểu, đa tạ quận vương. Hô Duyên Khánh nghe thấy vậy cũng gật đầu, chiếu cố thì chiếu cố thôi, nhưng trường quân sự cũng không phải là nơi thương tình. Tiểu hầu tử muốn tốt nghiệp trường quân sự thì phải thể hiện được tài năng thực sự, nên vất vả là điều chắc chắn rồi. Thậm chí có thể nói là phải khổ ai hơn những người khác. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Triệu Nhan vốn đang định rời đi, bỗng dừng lại nói. Quân khí giám phát minh ra một hỏa khí mới, uy lực hết sức mạnh mẽ. 3 ngày sau sẽ thử bắn. Nếu thành công, ta định trang bị cho quân Bắc Hà. Đến lúc đó, huynh cùng ta đi ngắm uy lực của nó. Mặt trời vừa ló dạng ở phía đông, Hô Duyên Khánh đã bật dậy từ trên giường, sau đó y mặc y phục gấp chăn nhanh nhất có thể. Sau khi rửa mặt xong, chạy bộ trong hòa viên. Đây là tác phong hình thành trong mấy năm y ở trường quân sự. Chỉ là lúc đó trong trường quân sự hàng sáng đều có sự đốc thúc, bây giờ tất cả là y tự giác. Từ vài ngày trước, sau khi được Triệu Thự đích thân khen ngợi, Hô Duyên Khánh và các tướng sĩ có công đều được nghỉ ngơi trong 1 tháng. Điều này cũng khiến y hoàn toàn nhàn nhã. Mặt sẹo bọn họ chuẩn bị vui chơi 1 tháng trong kinh thành, nên hàng ngày cùng các huynh đệ lượn lờ trong kinh thành. Khi thì đi ăn uống, khi thì đi miếu thắp hương. Tuy những người lên chiến trường hầu hết đều không tin những thứ này, nhưng bình thường khấn vái thần Phật cũng có thể cầu bình an. Hôm nay Hô Duyên Khánh sau khi chạy đẫm mồ hôi, tắm qua bằng nước lạnh rồi đến tiền viện, sau đó cùng mặt sẹo bọn họ ăn sáng. Nhưng hôm nay y lại không thể dạo phố cùng mặt sẹo bọn họ, vì y có chuyện quan trọng hơn phải làm. Điều này mấy người mặt sẹo vài ngày trước đã biết rồi, hơn nữa bọn họ cũng dần dần quen thuộc với thành Đông Kinh, cũng không cần mỗi ngày đều có người dẫn đi. Vì thế ăn xong bữa sáng, đám người mặt sẹo liền cáo biệt Hô Duyên Khánh lên phố dạo chơi. Kể ra kinh thành rộng lớn như vậy, bọn họ bỏ ra 1 tháng cũng chưa chắc có thể thăm thú hết. Mọi người đều ra ngoài du ngoạn rồi, nhưng tiểu hầu tử thì ở lại. Đây cũng là hôm qua Hô Duyên Khánh đặc biệt dặn dò. Chỉ là tiểu hầu tử không hề biết lý do Hô Duyên Khánh giữ mình lại, thậm chí còn bất mãn nói. Hô Duyên đại ca, mặt sẹo đại ca nói hôm nay đi bánh bao thịt chua nổi tiếng thành Đông Kinh, nghe nói mùi vị ngon tuyệt vời, hơn nữa còn phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. Nghe thấy lời oán thán của tiểu hầu tử, Hô Duyên Khánh lại cốc đầu cậu cười nói. Bánh bao thịt chua tuy ngon, nhưng không quan trọng bằng thứ hôm nay ta đưa đệ đi xem. Đây là cơ hội tốt cho đệ mở mang tầm mắt, nhưng xem thì xem, đệ cũng không được phát ra âm thanh gì. Ngoài ra sau khi trở về cũng không được nói với người khác những gì hôm nay thấy, nếu không sẽ rắc rối lớn đấy. Mở rộng tầm mắt. Tiểu hậu tử nghe tên lời của Hô Duyên Khánh cũng sáng mắt, đặc biệt là y còn nói năng thần bí như thế này, càng lập tức khơi gợi trí tò mò của nó. Còn chuyện thưởng thức bánh bao nhân thịt chua đó đã bị vứt sang một bên rồi. Cùng với Hô Duyên Khánh ra khỏi nhà, Hô Duyên Khánh sớm đã sai người chuẩn bị ngựa, y và tiểu hầu tử mỗi người một ngựa cưỡi tới ngoài thành. Đừng thấy tiểu hầu tử tuổi còn nhỏ, nhưng nó từ bé đã lớn lên tại đất Tây Bắc, phụ thân lại phục vụ trong quân đội nhiều năm, nên nó không còn lạ lẫm gì với việc cưỡi ngựa bắn tên. Thậm chí kỹ thuật cưỡi ngựa còn không tồi, những thứ này có thể khiến nó bớt khổ cực hơn sau khi vào trường quân sự. Hô Duyên Khánh đưa tiểu hầu tử ra khỏi thành Đông Kinh, đi thẳng tới ngoài ô phía Tây. Cuối cùng đến dưới chân một ngọn núi thấp, ở đây có một công trình quy mô rất lớn, phòng thủ hết sức nghiêm ngặt. Thậm chí xung quanh còn đóng một đội quân trên 1000 người. Phải biết đây là kinh thành, cũng là nơi trị an tốt nhất Đại Tống, nhưng nơi đây lại vẫn trú đóng một đội quân 1000 người, từ đó có thể thấy tầm quan trọng của chỗ này. Hòa ước giá. Tiểu hầu tử nhìn tấm biển trên cổng lớn liền khẽ đọc. Nhưng Hô Duyên Khánh bên cạnh nghe thấy vậy lại suýt chút nữa bật cười thành tiếng, liền chỉ tấm biển đính chính. Tiểu hậu tử, đây là Hòa Dược Thự. Vũ khí hỏa dược sử dụng trong quân đội chính là sản xuất từ đây. Kể ra, chúng đã sở dĩ có thể tiêu diệt Tây Hạ, trong đó công lao lớn đều nhờ hỏa dược. Điều này bất cứ ai cũng không dám phủ nhận. Hả? Hóa ra đây chính là nơi sản xuất hỏa dược. Tiểu hậu tử nghe đến đây cũng không kìm được kinh hoàng kêu. Nó từ bé cũng chưa từng đọc sách. Thời gian này theo Hô Duyên Khánh học nhận biết chữ. Tuy nó rất thông minh, nhưng dù gì thời gian quá ngắn nên nhận sai chữ cũng là chuyện thường tình. Đi thôi. Hôm nay Hòa Dược Thự phải thử nghiệm một loại hỏa khí mới, quân vương đặc ý mời ta tới xem, để cũng theo ta đi học hỏi một chút đi. Hô Duyên Khánh lúc này lại cười nói, y cũng hết sức coi trọng tiểu hầu tử, cái khác không nói, chỉ riêng lão hầu tử liều chết cứu mạng y, ân tình này khiến y suốt đời không trả hết. Lúc đó Hô Duyên Khánh đưa tiểu hầu tử vào Hòa Dược Thự, vốn dĩ nơi này không cho phép người ngoài đi vào, cho dù Hô Duyên Khánh là tướng lĩnh cũng không được. Nhưng khi y lấy ra lệnh bài, Triệu Nhan tự tay ký tên, thủ vệ lập tức cho vào, kể ra Hô Duyên Khánh cũng là lần đầu tiên tiến đến Hòa Dược Thự. Vì thế sau khi vào trong, y cũng háo hức xem xét khắp nơi, còn tiểu hầu tử càng không cần nói, dường như không rời nổi mắt. Hô Duyên Khánh bọn họ sau khi vào Hòa Dược Thự chỉ thấy trước mắt là một con đường lớn thẳng tắp, mà hai bên đường là các loại phân xưởng, mỗi xưởng đều dùng tường bao ngăn cách, trên cửa còn treo tên xưởng, ví dụ như là Lưu Hoàng Tác, Mộc Thán Tác, Trú Tạo Tác, vân vân. Tuy không biết kết cấu trong những phân xưởng này, nhưng từ tên có thể thấy vai trò của chúng. Bên trong Hòa Dược Thự vô cùng phức tạp. Một số chỗ còn muôn phần nguy hiểm, vì đề phòng Hô Duyên Khánh bọn họ nghịch ngợm, vì thế có người chuyên dẫn đường cho họ. Sau cùng xuyên qua từng phân xưởng, cuối cùng đến một mảnh đất trống tận cùng phía đông của Hòa Dược Thự. Đây là sân thử nghiệm vũ khí của Hòa Dược Thự. Thông thường chỉ cần có sự xuất hiện của vũ khí mới, chính là thử nghiệm uy lực và tính thực dụng ở đây. Khi Hô Duyên Khánh bọn họ đến nơi thì phát hiện Triệu Nhan sớm đã tới rồi. Hơn nữa đang cùng với mấy người thợ chế tạo ngồi xổm bên cạnh một vũ khí kỳ lạ, đang nhỏ giọng thảo luận điều gì đó, khiến Hô Duyên Khánh cũng không dám làm phiền, chỉ đứng bên cạnh chăm chú xem xét vũ khí kỳ lạ trước mắt. Chỉ thấy chiếc vũ khí thô sơ này thoạt nhìn trông giống một cái ống sắt thô kệch, sau đó được lắp lên trên một chiếc xe hai bánh. Ống sắt trước nhỏ sau to, hơn nữa phần bụng cuối cùng rất to, bên trong còn có vài cơ quan y nhìn không hiểu, cũng không biết là có tác dụng gì. Tất nghĩ đây chắc là vũ khí mới, hôm nay thử nghiệm. Triệu Nhan khi trời còn chưa sáng đã thức giấc đến Hòa Dược Thự, muốn chiêm ngưỡng pháo từ mẫu mà đám người Tề Du chế tạo. Như vậy lúc thử nghiệm, hắn cũng có cơ bản. Dù sao tuy rằng hỏa pháo có uy lực khủng khiếp nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Ngộ nhỡ có chỗ nào sai sót có thể xảy ra nguy hiểm. À, Khánh ca nhi đến rồi. Một lúc lâu sau Triệu Nhan mới đứng dậy, đứng trước hỏa pháo. Kết quả phát hiện Hô Duyên Khánh đứng bên cạnh, liền cười lên tiếng chào hỏi, sau đó là nhìn tiểu hầu tử sau lưng y, lúc đó cũng cười nói: "Ngươi chính là tiểu hầu tử hả? Cha con ngươi trông thật giống nhau." Quận vương, ngươi từng gặp phụ thân tiểu nhân rồi ư?" Nghe thấy lời của Triệu Nhan, tiểu hầu tử cũng không khỏi xúc động cất lời. Trước đó cậu từng tham gia bữa tiệc Triệu Nhan tổ chức cho họ, vì thế cũng biết mặt Triệu Nhan, chỉ là lúc đó cậu nhát gan, cứ núp sau đám đông không dám bắt chuyện với Triệu Nhan. Hơn nữa cậu còn biết Triệu Nhan không những là quận vương của Đại Tống, đồng thời còn là giáo đốc trường quân sự, hiệu trưởng học viện Truy Nguyên, có thể nói là một trong những người uyên bác nhất Đại Tống. Vì vậy khi cậu nhìn thấy Triệu Nhan, đương nhiên có hơi căng thẳng. Trước đây khi ta đi Tây Hạ thăm Khánh ca, từng gặp phụ thân ngươi, lại không ngờ lần đó là lần cuối cùng, kể ra thật khiến người ta đau lòng." Triệu Nhan lúc nói đến đây khuôn mặt toát lên vài phần bi thương. Hắn không phải đang diễn kịch. Ban đầu Hô Duyên Khánh bọn họ sở dĩ tham gia nhiệm vụ tấn công trên không trong phủ Hương Khánh là do hắn trực tiếp đề bạt. Kết quả lão hầu tử vì thế mà chết nên hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. "Đa tạ quận vương lưu tâm, nhưng phụ thân người sớm đã nói kiếm sống trong quân ngũ sớm sẽ có ngày từ trận, cho nên ta và mẹ cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, huống hồ triều đình không bạc đãi cả nhà thảo dân, chỉ trợ cấp từ trận của phụ thân đã đủ cho chúng ta sống những ngày sung túc rồi." Tiểu hầu tử lúc này lau nước mắt nói: "Tiểu hầu tử, nếu gia đình ngươi đã không lo cơm ăn áo mặc, sao ngươi lại phải mạo hiểm gia nhập quân đội? Nên biết sau khi tham gia quân ngũ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng." Triệu Nhan nghe thấy lời của tiểu hầu tử thì bỗng nhiên cười ha ha hỏi: Ta... Tiểu hầu tử nghe thấy câu hỏi này của Triệu Nhan lại đỏ ửng mặt mày, ấp á búng ngại ngùng không nói ra. Một lúc lâu sau cuối cùng mới mở miệng: Ta không muốn như vậy cả đời. Cảm thấy như thế thật không có tiền đồ. Từ nhỏ phụ thân đã kể cho ta nghe chuyện trong quân đội, cho nên ta cũng muốn noi gương phụ thân, mặc áo giáp cầm vũ khí, lâm trận giết địch, làm đờ mày đờ mặt cho bản thân và gia đình. Nghe thấy những lời nói hết sức chân chất của tiểu hầu tử bày tỏ khát vọng nhỏ bé của mình, Triệu Nhan và Hô Duyên Khánh cũng không kìm được cười ha ha. Lúc đó chỉ thấy Triệu Nhan tiến lên trước vỗ vai cậu ta nói: Tiểu hầu tử, suy nghĩ này của ngươi rất tốt. Đại trượng phu sống trên đời mang kiếm ba thước, lập công cái thế. Nhưng ngươi muốn vì nước lập công lại không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, phải vào trường quân sự học chút kỹ năng. Chỉ có những tướng lĩnh thật sự có tài mới có thể vì nước lập công, làm vẻ vang gia tộc giống như Khánh ca nhi. Ta sẽ cố gắng. Tiểu hầu tử lúc này mặt đỏ gay, hùng hồn nói. Nhưng lần này lại vì quá kích động, câu trước nay chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày nhận được sự cổ vũ từ chính miệng của quận vương điện hạ. Cũng đúng lúc Triệu Nhan và Tiểu hầu tử đang nói chuyện, quan viên quản lý chính của quân khí giám là Tô Tụng và Tô Thức cuối cùng cũng đến nơi thử nghiệm. Nhìn thấy Triệu Nhan lập tức tiến đến chào hắn. Vốn Hô Duyên Khánh cho rằng mọi người đã đến đông đủ, tiếp theo sẽ tiến hành thử nghiệm vũ khí. Có điều khiến y không ngờ là Triệu Nhan vẫn chưa có ý định bắt đầu. Cứ như vậy rất lâu sau, cuối cùng cũng có người tới. Lúc đó Hô Duyên Khánh nhìn thấy người đến cũng không khỏi kích động, vì người đến lại là Thái tử Triệu Húc. Kể ra bình thường khi thử nghiệm vũ khí đều sẽ có một cuộc thử nghiệm trong nội bộ. Chỉ khi thử nghiệm nội bộ thành công mới mời người ngoài tới xem. Nhưng hôm nay lần đầu tiên thử nghiệm loại hỏa khí này đã mời Triệu Húc đến rồi, khiến cho Hô Duyên Khánh cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Chỉ có điều tiếp sau đó càng khiến Hô Duyên Khánh bất ngờ là cho dù Triệu Húc đã tới, Triệu Nhan vẫn chưa bắt đầu thử nghiệm. Hơn nữa hai huynh đệ tươi cười, xem ra vẫn đang chờ ai đó, khiến y không khỏi lại kích động. Vĩ đã đoán ra người họ phải chờ là ai. Quả nhiên Hô Duyên Khánh bọn họ lại đợi một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy một chiếc lọng màu vàng đang di chuyển đến đây. Một người trung niên, dáng hình mảnh khảnh dưới lọng đang chậm rãi đi đến. Chính là hoàng đế bệ hạ của Đại Tống, Triệu Thự. Nhìn thấy đối phương, đám người Triệu Nhan và Hô Duyên Khánh đều gặp người thi lễ. Thực ra lần thử bắn đầu tiên của hỏa pháo, Triệu Nhan cũng không định kinh động tới Triệu Thự. Nhưng vài ngày trước khi hắn và Triệu Húc nói chuyện phiếm nói tới chuyện này, kết quả là Triệu Húc lại nói cho Triệu Thự biết. Không ngờ Triệu Thự cũng hết sức có hứng thú với hỏa pháo, thế là bỏ thời gian vàng bận rộn tới đây. Không cần đa lễ, hỏa pháo đã chuẩn bị xong chưa, lúc nào có thể thử bắn. Triệu Thự liền cười lên tiếng rồi vội vàng muốn chiêm ngưỡng hỏa pháo thử bắn. Ông sở dĩ sốt sắng như vậy, chủ yếu vẫn vì Triệu Nhan trước kia từng nhắc đến uy lực hỏa pháo trong mơ của thế giới trước mặt ông. Tuy ông rõ ràng biết uy lực hỏa pháo Triệu Nhan bây giờ thử bắn không thể so sánh với hỏa pháo của thế giới trong mơ, nhưng vẫn không kiềm chế được nỗi tò mò. Khởi bẩm phụ hoàng, hỏa pháo đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thử bắn. Triệu Nhan liền tiến lên một bước nói, ban nãy hắn đã cùng với Tề Du kiểm tra lại hỏa pháo một lần nữa, không phát hiện có vấn đề gì, chỉ là có thể thành công hay không vẫn phải xem thử bắn thực tế sau đó. Vậy thì bắt đầu thôi, trẫm không chờ được nữa rồi. Triệu Thự lên muôn phần hưng phấn nói, khiến Triệu Nhan lại không khỏi cười khổ một tiếng. Sớm biết như vậy ban đầu hắn không nên nói về ông uy lực của hỏa pháo của hậu thế, bây giờ Triệu Húc hưng phấn như vậy, chút nữa nhìn thấy uy lực của pháo từ mẫu chắc chắn sẽ khá thất vọng. Lúc đó Triệu Nhan bảo Tề Du bọn họ chuẩn bị hỏa pháo, mình thấy đưa Triệu Thự và Triệu Húc bọn họ đến một trong khu che chắn cách hỏa pháo không xa, chủ yếu là vì tránh lòng pháo nổ mà đả thương người xem. Dù sao trước kia khi Tề Du bọn họ thử bắn hỏa pháo, nổ nòng cũng là chuyện thường gặp, thậm chí một cái chân của Tề Du còn bị mảnh vỡ của nòng pháo nổ cắt một miếng thịt. Bây giờ trên chân của y vẫn còn một vết sẹo to bằng cái bát, thoạt nhìn vô cùng khiếp đảm. Quận vương, hỏa pháo chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa. Đợi sau khi Triệu Nhan bọn họ nấp sau tấm che xong, Tề Du cũng cao giọng bẩm báo, tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Triệu Nhan liền lớn tiếng nói, đồng thời đứng bên cạnh Triệu Thự đề phòng ông hiếu kỳ thò đầu ra ngoài, vì thế mà tổn hại đến long thể. Nhận được mệnh lệnh của Triệu Nhan, Tề Du lập tức hạ lệnh các thợ khác cũng nấp sau tấm chắn. Sau đó y cầm lửa châm vào kíp nổ dài, bản thân cũng chạy nhanh nhất tới sau tấm chắn. Trong tích tắc, Triệu Nhan bọn họ chỉ nghe thấy đoàng một tiếng cực lớn, giống như là sét đánh giữa trời quang, nổ rung chuyển cả mặt đất. Thế nào, thành công chưa? Triệu Thự nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài liền mặt mày thích thú hỏi Triệu Nhan. Ông không hề biết nguyên lý của hỏa pháo, nên vừa nghe thấy âm thanh bên ngoài đã truy hỏi Triệu Nhan. Phụ hoàng, thành công hay không còn cần nhi thần tự mình đi xem mới biết. Triệu Nhan nghe thế vậy cũng không khỏi cười khổ một tiếng nói. Triệu Thự càng tỏ ra hưng phấn, hắn càng cảm thấy không hay, vì uy lực của hỏa pháo này hắn nắm rõ hơn này hết, nhất định sẽ khiến Triệu Thự thất vọng. Lúc đó Triệu Nhan ra khỏi tấm chắn thì phát hiện những thợ như là Tề Du đã xông ra vào trong màn khói thuốc súng mà hỏa pháo khi bắn ra. Bên trong vang lên mấy tiếng ho khan khổ khổ, rất nhanh đã nghe thấy Tề Du sung sướng kêu lên. Thành công rồi, pháo tử mẫu không bị tổn thương chút nào. Cùng với tiếng hét của Tề Du, các thợ khác cũng reo hò khiến Triệu Nhan quá đỗi vui mừng, liền xài bước đến bên hỏa pháo, cúi người cùng Tề Du quan sát hỏa pháo. Kết quả phát hiện ống con và ống mẹ quả nhiên không bị tổn hại. Mặt khác, đạn pháo cũng bắn đi rồi, chỉ là ở đây không thể nhìn thấy đạn pháo đã bắn tới đâu. Tốt quá rồi, mau kiểm tra điểm rơi của đạn pháo, tính toán tầm bắn và độ chính xác. Triệu Nhan liền sung sướng dặn dò, Hỏa pháo không thể chỉ cần bắn đạn pháo ra ngoài, tầm bắn và tính chuẩn xác cũng là chỉ tiêu vô cùng quan trọng. Đám người Tề Du nghe đến đây cũng lập tức đáp một tiếng, sau đó chạy nhanh đi tìm kiếm điểm rơi của đạn pháo. Kết quả chỉ trong chốc lát, khi nhìn thấy phía trước có một người thợ lớn giọng hét, xem ra y đã tìm thấy điểm rơi của đạn pháo rồi. Triệu Nhan tính toán khái quát, quả đạn pháo ước chừng bắn ra khoảng 100 dặm. Tầm bắn hơi gần. Đây, khả năng vấn đề nằm ở giữa ống con và ống mẹ bị lọt hơi ra ngoài. Phương hướng bắn ra và phương hướng nhắm bắn gần như trùng khớp. Điều này chứng minh về mặt chuẩn xác không có vấn đề gì quá lớn. Nhàn nhỉ, lần này bắn thử thành công không? Lúc này Triệu Thự lại đi lên hỏi, đồng thời gương mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông trước đó đã biết uy lực của loại hỏa pháo này không lớn, nhưng theo ông nghĩ thì uy lực yếu thế nào cũng không thể kém hơn nỏ pháo được. Nhưng ban nãy ông chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, ngoài ra cũng không phát hiện thay đổi gì. Khởi bẩm phụ hoàng, lần này thử bắn coi như là thành công. Chỉ là vẫn còn tồn tại một vài vấn đề nhỏ khiến tầm bắn của hỏa pháo hơi gần, nhưng độ chính xác coi như là được. Triệu Nhan liền nói thật, hắn đã hạ quyết tâm, bất luận Triệu Thự thất vọng cỡ nào vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và chế tạo hỏa pháo. Triệu Nhan vừa dứt lời thì thấy người thợ lúc nãy phát hiện ra đạn pháo đã chạy về, lúc đó lớn giọng bẩm báo với Triệu Nhan. Khởi bẩm quận vương, cự ly bắn của pháo từ mẫu này khoảng 1,3 dặm, sai lệch phương hướng cực nhỏ, có thể tiến hành thử bắn lần 2. Rất tốt, vậy thì chuẩn bị cho thử bắn lần thứ 2, chuẩn bị bìa ngắm. Triệu Nhan cũng lập tức sai bảo. Chỉ là đám người Triệu Thự lại mông lung mờ mịt. Họ trước đây khi quan sát biểu diễn vũ khí mới, đều trực tiếp xem uy lực của vũ khí là được rồi, trước giờ chưa từng rườm rà như lần này. Triệu Nhan cũng từng nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt đám người Triệu Thự, liền lên tiếng giải thích. Phụ hoàng, trước đây những thử nghiệm vũ khí để người và các đại thần quan sát đều đã thử nghiệm trước nhiều lần, sau đó phô diễn uy lực lớn nhất của vũ khí trước mặt mọi người. Nhưng trên thực tế, một loại vũ khí mới lại cần tiến hành thử nghiệm trên nhiều phương diện. Quá trình này có thể rất khô khan, buồn tẻ. Đây cũng là lý do con không thông báo trước với người. Triệu Thự nghe đến đây, cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, liền cất lời. Ha, hóa ra là vậy. Ta nhớ lúc trước khi quan sát nỏ pháo thử bắn, các con có thể một phát nói ra tầm bắn của các nỏ pháo khác nhau. Và còn sự sai lệch phát sinh khi bắn ra, tật nghĩ trước đó đã làm rất nhiều thí nghiệm trên nhiều phương diện rồi mới có thông hiểu như vậy. Phụ hoàng anh minh, sự thực đích thực là như vậy. Triệu Nhan liền gật đầu nói, Triệu Thự bình thường chính sự bận bịu, tất nhiên không dỗi để ý chuyện vặt trên này. Nhưng bây giờ để ông biết một chút công việc thông thường của nghiên cứu chế tạo vũ khí đối với quân khí giám cũng chỉ có lợi mà không có hại. Nghe thấy Triệu Nhan nói như thế, Triệu Thự cũng cảm thấy hơi thất vọng. Dù sao ông còn có rất nhiều chính sự cần giải quyết, thực sự không có thời gian lưu lại chỗ Triệu Nhan. Nhưng ông nhanh chóng lại có chút không cam tâm cất lời. Nhan nhi, vậy con có thể cho phụ hoàng chiêm ngưỡng chút uy lực thật sự của hỏa pháo không? Để ta đỡ phí công đi một chuyến. Cái này... Triệu Nhan nghe thế vậy không giấu nổi vẻ khó xử, nhưng nhanh chóng trả lời. Khởi bẩm phụ hoàng, kế tiếp sẽ tiến hành thí nghiệm độ chuẩn xác của hỏa pháo. Người có thể nhìn thấy uy lực thực sự của hỏa pháo, tuy nhiên con cảm thấy phụ hoàng có thể sẽ thất vọng. Vì loại hỏa pháo này vẫn còn rất nguyên thủy, uy lực vô cùng có hạn, thậm chí không bằng uy lực của nỏ pháo. Nghe thấy Triệu Nhan nói uy lực của hỏa pháo không lớn khiến Triệu Thự cũng không khỏi chau mày, nhưng ông vẫn kiên trì lên tiếng. Không sao, trẫm cũng biết bất kỳ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Nghiên cứu hỏa pháo cũng như vậy, Nhan nhi, còn cứ cho người biểu diễn, trong lòng trẫm đã có chuẩn bị. Nhi thần tuân lệnh. Triệu Nhan lập tức đáp một tiếng rồi cho đám người Tề Du lại chuẩn bị thử bắn. Lần này phía trước hỏa pháo một dặm đặt vài chiếc xe hỏng làm bia ngắm. Cùng với tiếng vang lớn của hỏa pháo, đạn pháo bay ra vẽ một đường cong trên không trung bay đến bia đỡ. Đáng tiếc lần này có thể là ngắm chưa chuẩn hoặc hỏa dược lắp hơi thừa, kết quả đạn pháo bay qua bia đỡ rơi xuống phía sau. Lần này Triệu Thự tuy nấp sau tấm chắn nhưng cầm kính viễn vọng nhìn về bia ngắm đằng xa. Kết quả ông lại tận mắt thấy một quả cầu sắt bay qua bia đỡ, sau đó bật vài cái trên mặt đất. Tuy ông tin là quả cầu sắt bay ra cũng rất có sức mạnh, nhưng so sánh với đạn của nỏ pháo phát nổ lại có cách biệt không nhỏ. Dù sao nó chỉ có thể sát thương cho một điểm hoặc một đường, nhưng đạn của nỏ pháo lại có thể sát thương toàn bộ một khu vực. Phụ hoàng, người xem, hỏa pháo hiện tại là như vậy, chỉ có thể bắn đạn không thể phát nổ. Sau này chúng con sẽ nghiên cứu để nó trở thành lựu đạn có thể nổ tung. Mặt khác còn có tầm bắn và độ chuẩn xác của hỏa pháo cũng đều là những thứ chúng con cần nghiên cứu. Đây có thể là quá trình lâu dài, nhưng sẽ có ngày chúng ta có thể phát huy được uy lực thực sự của hỏa pháo. Triệu Nhan lại giới thiệu. Tuy có hơi thất vọng, nhưng chấm cũng nhìn thấy một số ưu điểm của hỏa pháo này. Đầu tiên là chức năng của nó tuy kém hơn nhiều so với máy bắn đá, nhưng sức mạnh lại lớn hơn máy bắn đá nhiều, hơn nữa cũng nhỏ gọn hơn máy bắn đá, vận chuyển tương đối dễ dàng. Mặt khác về độ chính xác cũng tốt hơn máy bắn đá nhiều, chỉ là so sánh với nỏ pháo vẫn có chút không bằng. Triệu Thự lúc này cũng gật gù nói. Phù Hằng nói chí phải, hiện tại xem ra hỏa pháo đích thực không thể so sánh với nỏ pháo, nhưng hỏa pháo lại có triển vọng phát triển hơn nỏ pháo. Ví dụ trên phương diện tầm bắn, hỏa pháo cuối cùng có thể tăng thêm vài dặm nữa, mười mấy dặm, thậm chí là mấy chục dặm, nhưng nỏ pháo lại không thể. Muốn kéo dài cự ly bắn chỉ có thể tăng thể tích nỏ pháo, cuối cùng sẽ phát hiện căn bản không có tính áp dụng. Hơn nữa nỏ pháo còn có một số ưu điểm khác, những điều này mai sau sẽ dần dần thể hiện trước mặt mọi người. Triệu Nhan lúc này cũng tự tin đầy mình nói, không ai nắm rõ uy lực sau này của nỏ pháo hơn hắn. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Triệu Nhan, Triệu Thự cũng không khỏi lại đặt niềm hy vọng vào hỏa pháo, liền động viên những người thợ chế tạo như Tề Du vài câu, sau đó chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ Triệu Nhan muốn ở lại hỏa khí thử tự mình ghi chép số liệu tính năng của pháo tử mẫu, nhưng Triệu Thự lại ra hiệu hắn cùng ông hồi cung, xem ra là có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng với hắn rồi. Trong lòng Triệu Nhan tràn đầy nghi hoặc, đành phải trở về trong cung với Triệu Thự. Lúc Triệu Húc nhìn thấy hắn trên đường, nháy mắt với hắn vài lần, hình như có chuyện gì muốn nói với hắn. Nhưng Triệu Thự lại trực tiếp bảo Triệu Nhan ngồi trên Long Niện với ông. Long Niện là xe ngựa chở hoàng đế. Kết quả Triệu Nhan cũng không có cơ hội tìm kiếm Triệu Húc. Cuối cùng khi quay về hoàng cung, Triệu Thự còn bảo một mình hắn cùng ông vào trong điện thủy cùng. Phụ hoàng, không biết người tìm Nhi Thần có chuyện gì? Cũng chính vì phản ứng kỳ quái trên đường của Triệu Húc khiến Triệu Nhan cảm thấy Triệu Thự hôm nay đến tìm mình dường như có chút không ổn, nên vừa vào trong thì lập tức hỏi. Nhan Nhi, đại ca con đã từ Tây Hạ trở về. Việc lập thái tử phi cũng nên lên kế hoạch thôi. Thời gian trước ta và hoàng hậu tuyển chọn được vài thái tử phi dự bị, anh ấy đều là những cô nương tốt tài đức vẹn toàn. Ta muốn cho đại ca con lựa chọn một cô nương trong đó lập làm thái tử phi, chỉ là nó lại một mực trì hoãn, quả thực là vô lý quá rồi. Triệu Thự lúc này lại bực tức nói. Triệu Nhan nghe đến đây lại hối hận muốn đập đầu vào tường. Hắn không ngờ Triệu Thự tìm mình là vì chuyện Triệu Húc lập thái tử phi. Lần trước vì chuyện của Hoa Chỉ, hắn thậm chí còn đặc biệt đến Tây Hạ một chuyến, nếm không ít khổ cực vì điều này. Khó khăn lắm mới trở về, vốn cho rằng chuyện này vốn là kết thúc rồi, thì không ngờ Triệu Thự lại tìm hắn bàn bạc chuyện này. Phu hoàng, lập thái tử phi không phải chuyện nhỏ, đại ca thận trọng suy nghĩ một chút cũng là đương nhiên. Nên con cảm thấy chỉ bằng cho huynh ấy thời gian, có lẽ ngày mai huynh ấy sẽ nghĩ thông thôi. Tuy trong lòng rất ân hận và bất mãn, nhưng Triệu Nhan lại không thể không trả lời, chỉ có thể dối lòng nói. Như vậy làm sao được, đại ca con vốn muốn lập cô nương Hoa Chỉ đó làm thái tử phi, bây giờ khó khăn lắm mới đổi ý, ta đương nhiên phải nhân lúc này để nó lập thái tử phi, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Thự lại trừng hai mắt nói. Cũng phải. Triệu Nhan làm bộ trầm tư, thực ra hắn căn bản không muốn quản chuyện này, vì thế cuối cùng lại miễn cưỡng nói. Vậy chỉ bằng phu hoàng, người gọi đại ca đến đi, chúng ta ép huynh ấy chọn ra một nữ nhân trong số những người dự bị, rồi để họ thành hôn ngay hôm đó, đợi đại ca và thái tử phi có con, có lẽ sẽ san bớt sự quan tâm đối với Hoa Chỉ. Ôi, ta cũng muốn làm như vậy, nhưng đại ca con trên mọi phương diện khác đều tốt, duy chuyện hôn sự lại hết sức cố chấp. Đến ý kiến của phụ hoàng như ta cũng không nghe, hoàng hậu cũng hết cách với nó, nên ta cứ lo hỏi thằng nó như vậy, ngồi nhỡ nó thả chết không chịu chấp thuận. Đến lúc đó người làm phụ thân như ta chẳng phải không có lỗ nào chui xuống sao? Triệu Thự lúc này lại nói, đồng thời hai mắt cũng có chút mong chờ nhìn Triệu Nhan. Con hiểu rồi, phụ hoàng người không phải muốn bảo Nhi Thần đi thúc giục đại ca chứ? Triệu Nhan lúc này lại cười khổ nói, thực chất hắn ban nay đã hiểu dụng ý của Triệu Thự. Chỉ là hắn cứ giả bộ khù khờ, hy vọng Triệu Thự có thể thay đổi ý nghĩ, nhưng Triệu Thự bây giờ đã nói đến mức này khiến Triệu Nhan muốn giả ngốc cũng không còn cách nào làm bộ nữa. Vẫn là Nhan Nhi con thông minh, lần này đích thị muốn để con thay ta đi một chuyến, đi hỏi đại ca con rốt cuộc chuẩn bị chọn ai. Triệu Thự lúc này lại cười lớn lên tiếng. Ông đến gặp Triệu Nhan đích thực cũng là muốn Triệu Nhan giúp ông đi thúc giục Triệu Húc. Triệu Nhan rất muốn mở miệng từ chối, có điều nhìn thấy dáng điệu của Triệu Thự lại không biết nên từ chối như thế nào. Dù sao đây là chuyện nhà chứ không phải là chuyện nước. Thân là một phần tử trong gia đình, hắn cũng có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm của gia đình. Vì vậy sau cùng hắn buộc lòng gật đầu nói. Được thôi, Nhi Thần đi hỏi đại ca. Nhưng đại ca vừa từ Tây Hạ trở về, có lẽ muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới suy nghĩ tới chuyện nạp thái tử phi. Nhìn thấy Triệu Nhan đồng ý, Triệu Thự liền bật cười lớn nói. Húc Nhi và con, tình cảm tốt nhất. Lời của con nói, nó chắc chắn sẽ nghe. Kể ra tuổi của nó cũng không còn nhỏ nữa, chuyện lập thái tử phi cũng không thể chậm trễ thêm nữa. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Triệu Thự, Triệu Nhan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hùa theo một tiếng, sau đó chuẩn bị cáo từ. Tuy nhiên lúc này Triệu Thự lại gọi hắn nói tiếp. Nhan Nhi, Tây Hạ đã diệt vong rồi, đại tống ta cũng bớt đi một đại họa lớn, bây giờ cũng chỉ còn lại kẻ địch mạnh là Bắc Liêu. Con cảm thấy chúng ta nên ứng phó thế nào với cường địch này? Cái này... Triệu Nhan không nghĩ rằng Triệu Thự lại hỏi hắn việc quốc gia đại sự này, kể ra nếu hỏi hắn vấn đề khác, Triệu Nhan có thể trôi chảy mà nói. Nhưng đối với chuyện quốc gia đại sự, hắn lại rốt đặc cắn mai. Dù sao kiếp trước Triệu Nhan cũng chỉ là một người bình thường. Hàng ngày trừ thỉnh thoảng xem thời sự ra, căn bản không tiếp xúc qua với quốc gia đại sự. Nhìn thấy Triệu Nhan im lặng, Triệu Thự cũng biết câu hỏi mình hỏi hắn có hơi làm khó. Dù sao điều này căn bản không phải là sở trường của Triệu Nhan, lúc đó chỉ thấy ông cười ha ha cất lời. Nhan Nhi, từ sau khi đại tống chúng ta tiêu diệt Tây Hạ, sức chiến đấu của quân đội cũng tăng cường mạnh mẽ, cho dù đối phó quân đội Liêu Quốc cũng không thất thế, nên thời gian này triều đình vẫn luôn thảo luận một chuyện, đó chính là bãi bỏ tiền cống nạp hàng năm cho Liêu Quốc. Còn thấy thế nào về chuyện này? Bãi bỏ tiền cống nạp hàng năm? Triệu Nhan nghe thấy tin này cũng bất ngờ hét lớn một tiếng, lập tức điên cuồng gần đầu nói: Phụ hoàng, chuyện này đúng là chuyện đại hỷ, thậm chí Nhi Thần cho rằng sớm đã nên hủy bỏ rồi, nên Nhi Thần đồng ý cả hai tay với chuyện này. Nhìn thấy Triệu Nhan vui mừng với chuyện này như vậy, Triệu Thự lại thở dài nói: Nhan Nhi, đối với chuyện hủy bỏ tiền cống nạp hàng năm, triều đình còn tồn tại rất nhiều tranh luận. Trong đó có một số người giống như con, nghĩ rằng nên hủy bỏ tiền cống hàng năm, nhưng cũng có người cho rằng tiền cống hàng năm không nhiều. Nếu vì tiền cống mà đắc tội với Liêu Quốc, e rằng sẽ khiến Liêu Quốc đoạn tuyệt trao đổi buôn bán với đại tống, tổn thất này lớn hơn tiền cống nhiều. Nên những người này cho rằng thà bỏ ra chút tiền cống cũng phải bảo vệ mối hữu hảo với Liêu Quốc. Phụ hoàng, không thể tính như vậy. Triệu Nhan nghe thế vậy lập tức nói lớn: Tuy tiền cống mỗi năm không nhiều, lợi nhuận giao dịch với Liêu Quốc vượt xa con số tiền cống, nhưng phụ hoàng người không được quên, ban đầu đại tống ta yếu thế mới chấp nhận cống nạp tiền mỗi năm, lấy cái này để quân Liêu không đánh chiếm. Nói đến đây, Triệu Nhan dừng lại một chút, sau đó lại phẫn nộ nói: Hơn nữa từ cổ chí kim, cũng chỉ có nước yếu mới tiến cống nước mạnh, nên số lượng tiến cống tuy không nhiều, nhưng lại là sự sỉ nhục của đại tống ta. Cũng chính vì số tiền cống này khiến người tông chúng ta khi đối diện với người nước Liêu đều phải khom người, đồng thời cũng khiến Liêu Quốc ngày càng ngạo mạn với đại tống ta. Nhưng điều này không phải chút tiền có thể đổi lấy, nên Nhi Thần nhận định cho dù chịu đựng một chút tổn thất cũng không thể tiếp tục cống nạp tiền cho Liêu Quốc. Nghe thấy những lời hùng hồn mãnh liệt của Triệu Nhan, Triệu Thự cũng cảm thấy nhiệt huyết trong lồng ngực dâng trào. Nhưng ông thân là vua một nước, đương nhiên không thể chỉ nghĩ đến những lời của Triệu Nhan vừa nói, vì thế rất nhanh bình tĩnh trở lại, còn lộ ra thần sắc trầm tư. Thực ra ông hơi nghiêng về hủy bỏ tiền cống, dù sao thân là vua một nước lại phải tiến cống cho nước địch. Tuy trên danh nghĩa là tiền cống, nhưng thực tế ai cũng biết là chuyện gì. Tuy nhiên Triệu Thự cũng có băn khoăn của chính mình, đó chính là trở ngại trên triều đình. Dù sao số lượng những đại thần phản đối hủy bỏ tiền cống không ít, đặc biệt là những đại thần chiếm được một phần lợi nhuận trong việc buôn bán với Liêu Quốc càng ra sức phản đối, càng khiến Triệu Thự đau đầu là gia tộc của Hàn Kỳ cũng chiếm cứ rất nhiều lợi nhuận ở vùng Hà Bắc, đồng thời cũng kinh doanh thương nghiệp với Liêu Quốc. Nên thái độ của Hàn Kỳ trước chuyện này cũng là vô cùng mờ ám. Đối với vị tể tướng đại tống một tay đưa ông lên hoàng vị, Triệu Thự ngoài sự tôn kính ra, đồng thời cũng có chút e dè, vì thế ông cũng không thể không suy nghĩ đến thái độ của Hàn Kỳ. Phụ hoàng, người đang đắn đo gì vậy? Triệu Nhan lúc này cũng nhìn ra hàm ý biểu hiện trên khuôn mặt của Triệu Thự, liền không khỏi mở miệng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của hắn, Triệu Thự cũng không khỏi thở dài, sau đó kể lại những chướng ngại mình phải đối mặt với triều đình. Triệu Nhan cũng không ngờ đến Hàn Kỳ cũng phản đối chuyện hủy bỏ tiền cống hàng năm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng rất thường tình. Dù sao, cho dù thân là tể tướng của đại tống, lão cũng là một người phàm tục. Hơn nữa trong quan niệm quốc gia thiên hạ của Nho gia, lợi ích của gia tộc là hàng đầu. Nếu lợi ích của gia tộc này sinh mâu thuẫn với lợi ích của quốc gia, họ sẽ chọn gia tộc mà bỏ qua quốc gia cũng rất bình thường. Thậm chí người khác cũng không vì thế mà chỉ trích bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân hồi xưa thời Tùy Đường thế gia hoành hành, đến Bắc Tống những thế gia này tuy đã biến mất, nhưng ảnh hưởng để lại vẫn chưa tan biến. Rất nhiều người đều nỗ lực muốn gây dựng gia tộc mình thành một thế gia mới, Hàn Kỳ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ với điều này. Phụ hoàng, cho dù Hàn Kỳ phản đối nhưng các vị quan lại khác chắc sẽ không đồng loạt phản đối chứ? Triệu Nhan nghe xong trầm ngâm, cuối cùng lên tiếng. Cái này thì không. Âu Dương Tu vô cùng tán đồng bãi bỏ tiền cống hàng năm, còn vì điều này mà cãi lộn một trận trên triều đình với những đại thần phản đối. Nhưng Âu Dương Tu tuy nắm mưu nhiều kế, nhưng sức ảnh hưởng trên triều đình lại không bị được Hàn Kỳ, nên cho dù có lá ủng hộ, trở ngại mà ta gặp phải cũng là quá lớn. Triệu Thự lại thở dài tần tượt nói, Hàn Kỳ tuy không phản đối rõ ràng, nhưng thái độ mờ ám của lão với chuyện này đủ để nói lên lập trường của lão. Điều này cũng tác động đến thái độ của không ít đại thần trong triều. Nắm mưu nhiều kế. Triệu Nhan không nghe rõ vết sau của Triệu Thự, vì khi hắn nghe thấy những bình luận của Triệu Thự về Âu Dương Tu, trong đầu lóe lên ra một ý tưởng, nghĩ ra một cách có thể giảm bớt chướng ngại của chuyện này, chỉ là cách này hơi liều lĩnh, khiến hắn nhất thời cũng không biết có nên nói với Triệu Thự không. Nhan Nhi, con đang nghĩ gì vậy? Triệu Thự lúc này nhìn thấy Triệu Nhan lặng người, lập tức lên tiếng hỏi. Ông biết trước nay Triệu Nhan luôn nhiều quỷ kế nhất, nên mới nói với hắn chuyện này. Ngoài kề khổ với hắn ra, còn muốn nghe xem Triệu Nhan có cách gì không. Nghe thấy lời của Triệu Thự, sắc mặt của Triệu Nhan thay đổi thất thường, cuối cùng cắn răng nói. Phụ hoàng, Nhi thần có một cách to gan, nhưng nói ra người đừng tức giận. Bên ngoài mặt trời chói chang, một tia nắng xuyên qua vào cửa sổ, chiếu lên trang sách trước mặt Trình Mộ Dương. Mấy hạt bụi li ti mà bình thường không nhìn thấy bay nhảy trong nắng, thoạt nhìn giống như một lũ tiểu yêu tinh. Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến Trình Mộ Dương đang đọc sách. Toàn bộ tâm trí của y đều bị thu hút bởi những kiến thức trong sách, trừ phi bên cạnh có người đốt pháo, nếu không đều không thể di rời ánh mắt của y từ trên sách. Trình Mộ Dương đang ở thư viện của Học viện Truy Nguyên. Thư viện này mới mở cửa từ mùa đông năm ngoái. Tuy trước đó sớm đã xây dựng xong rồi, nhưng sách trong thư viện chưa được thu thập xong. Đến mùa đông năm nay mới nhận được một bộ sách lớn, nghe nói một số còn vận chuyển từ trong hoàng cung Tây Hạ đến. Sách trên mọi phương diện đều đầy đủ, điều này cũng khiến cho học sinh trong học viện mỗi khi có thời gian rảnh đều muốn đến thư viện để tìm một cuốn sách hay gây hứng thú, sau đó vừa đọc vừa nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh. Tuy nhiên so với những học sinh học viện nhàn nhã kia, học sinh dự bị như Trình Mộ Dương lại có mục đích khác. Từ năm ngoái y bắt đầu học dự bị ở học viện, cũng vô cùng khát khao cuộc sống trong học viện. Vừa hay còn 2 tháng nữa là đến thời gian tuyển sinh đợt tiếp theo của học viện. Trình Mộ Dương cũng trong tình thế cấp bách, trong lòng lập lời thề nhất định phải thi đỗ, trở thành học sinh chính thức của học viện. Nên thời gian này y nắm bắt thời gian học tập, vừa hay thư viện vô cùng yên tĩnh chính là địa điểm tốt để học tập. Trình Mộ Dương đang đọc tài liệu của khoa vật lý năm nhất do chính tay Triệu Nhan biên soạn. Đây cũng là sách giáo khoa phát cho học sinh sau khi vào học viện. Chỉ là những học sinh dự bị như là Trình Mộ Dương lại không có quyền sách giáo khoa này, nên họ chỉ có thể mượn đọc từ các học sinh kia sau giờ học, sau đó mang về chép lại. Quyển sách trước mặt Trình Mộ Dương này chính là y tốn hết nửa tháng tự tay sao chép lại. Kỳ thực đối với những kiến thức trong quyển sách này, Trình Mộ Dương đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Từng câu từng chữ trong sách y gần như thuộc lòng. Nhưng vật lý là một môn học vô cùng kỳ diệu. Ngươi chỉ học vẹt thì vô dụng, bắt buộc phải thông hiểu, thấm thía, sâu chuỗi từng kiến thức lại. Như vậy mới có thể coi như là hoàn toàn nắm vững. Nhưng muốn làm được điều này không phải là chuyện dễ dàng. Trình Mộ Dương sau khi nghe giảng 1 năm, hơn nữa ngày đêm nghiên cứu nội dung trên sách cũng không dám nói hoàn toàn nắm chắc tất cả kiến thức. Vì thế y chọn cách lật dở xem lại hết lần này đến lần khác sách của mình. Mỗi chỗ đều chăm chú đào sâu suy nghĩ, mỗi lần đều có thu hoạch mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến y đam mê vật lý. Trầm mê trong biển cả tri thức, thời gian cứ trôi qua rất nhanh. Khi Trình Mộ Dương cảm thấy những con chữ trên cuốn sách hơi lờ mờ, thì phát hiện hóa ra bên ngoài mặt trời đã lặn từ đằng Tây. Một ngày lại sắp qua đi rồi, đồng thời cũng sắp đến giờ Học viện Truy Nguyên đóng cửa rồi. Mỗi khi đến lúc này, những học sinh dự bị như Trình Mộ Dương bọn họ không được ở lại thư viện nữa. Nếu bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị hủy bỏ tư cách học dự bị của họ. Vậy thì tồi tệ rồi. Nghĩ đến đây, Trình Mộ Dương bồi bằng thu dọn sách vở bút thước vào cặp của mình, sau đó cầm cặp nhanh chóng chạy ra ngoài cổng lớn. Bây giờ trên đường của thư viện đều là những học sinh dự bị chuẩn bị rời đi giống y. Nghe nói tất cả học sinh dự bị của Học viện Truy Nguyên hiện tại đã đạt đến hơn 3.000 người, gấp hơn 10 lần học sinh chính quy, mà số lượng chiêu sinh năm nay tuy nhiều hơn năm ngoái, nhưng dự đoán cũng chỉ vài trăm người, vì thế cạnh tranh cũng hết sức khốc liệt. Đây cũng là nguyên nhân Trình Mộ Dương nỗ lực như vậy. Học sinh dự bị của học viện tuy nhiều nhưng lại rất có trật tự. Dù sao những người này đại đa số đều là người tri thức, bất luận học vấn thế nào, nhưng ai nấy đều cực kỳ có lễ nghĩa. Chỉ có điều học sinh hôm nay lại không giống ngày thường, ai nấy vẻ mặt kích động dường như đang thảo luận gì đó. Trình Mộ Dương trong lòng chỉ nhớ đến những kiến thức vừa học được, lại không chú ý tới khác biệt xung quanh. Trình Mộ Dương chờ một lúc trước cổng lớn, sau đó theo dòng người tấp nập ra khỏi học viện. Lúc này những hàng quán trước cổng học viện cũng bắt đầu tấp nập, vì sáng tối mỗi ngày đều là thời điểm bọn họ buôn bán tốt nhất. Nếu hai thời điểm này không thể kiếm được tiền, thì bọn họ buôn bán cả ngày cũng vô ích, cho nên lúc này đều ra sức giao hàng. Sớm từ khi Học viện Truy Nguyên vẫn còn là Hiền Vi quán, trước cổng lớn đã họp một chợ nhỏ. Bây giờ Học viện Truy Nguyên thành lập, thu hút càng nhiều người đến đây xin học. Điều này cũng khiến cái chợ trước cổng phát triển cực nhanh, bây giờ đã hình thành một khu chợ cố định. Hai bên đường đều là dãy cửa hàng, ngoài ra trên quảng trường trước cổng còn là muôn vàn sạp hàng nhỏ, đồ ăn thức uống muốn gì có nấy. Trình Mộ Dương ra khỏi cổng lớn học viện, ngẩng đầu nhìn trời đã không còn sớm, liền tùy tiện đi đến một sạp hàng nhỏ sườn đông quảng trường. Ở đây đều bán thức ăn chín, y cũng hết sức quen thuộc với nơi đây, nhanh chóng đến trước mặt một gã béo bán hàng rong, mặt mày rạng rỡ nói: "Liễu ca, vẫn như cũ, nửa cái đầu heo mang về." "Dạ, Trình công tử đợi một lát." Chỉ thấy gã to béo họ Lưu này đáp lớn một tiếng, giơ cánh tay đầy dầu mỡ lấy một đầu heo, sau đó một dao chặt thành hai phần, hơn nữa vừa hay bổ chính giữa mặt heo, hai phần toàn nhìn dường như không sai lệch chút nào. Tay nghề giỏi, Trình Mộ Dương nhìn thấy vậy cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Gã béo họ Lưu trước mặt chuyên môn bán thịt heo quay sẵn, vì thịt heo quay thơm ngon, trong chợ cũng có chút tiếng tăm, nên mọi người gọi là Lưu đầu heo. Tuy bẩn danh không hay lắm, nhưng Lưu đầu heo không quan tâm. Lúc người khác gọi Lưu đầu heo, gã cũng chỉ cười ha ha đáp lại. Chỉ là Trình Mộ Dương cảm thấy biệt danh này hơi giống chửi người ta, nên trước giờ gọi đối phương là Lưu ca. Lưu đầu heo cắt được cái đầu heo cân lên, sau đó tính tiền, còn bớt đi số lẻ. Dù sao Trình Mộ Dương cũng là khách hàng quen của gã, Trình Mộ Dương cũng không khách khí với điều này, liền trả tiền cầm đầu heo đã dùng giấy dầu gói kỹ về nhà. Y vẫn sống trong ngôi nhà thuê ở thôn Thượng Thủy, sống chung với hai bạn học dự bị khác. Hai người này tên lần lượt là Tôn Lâm và Vương Tuân. Chỉ là họ không giống Trình Mộ Dương, hai người không phải là dự bị khoa vật lý mà là dự bị khoa toán học của học viện. Đây cũng là khoa có nhiều học sinh nhất trong học viện Truy Nguyên. Trình Mộ Dương khi về đến nơi ở thì phát hiện Tôn Lâm và Vương Tuân chưa về, khiến y không khỏi thấy kỳ lạ. Kể ra trước đây đều là y về nhà muộn nhất, nhưng hôm nay lại là y về đến nhà đầu tiên. Điều này thật sự hơi không bình thường, nhưng Trình Mộ Dương cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức vào bếp bắt đầu nấu cơm. Tuy nói đại trượng phu không lân la xó bếp, nhưng đại trượng phu cũng cần ăn cơm. Trình Mộ Dương gia cảnh này tuy không quá nghèo, nhưng cũng không giàu có gì, lại thêm giá cả trên kinh thành đắt đỏ. Một mình y học hành ở kinh thành đã là rất khó khăn rồi, căn bản không nuôi nổi thư đồng và người hầu, nên bình thường ăn cơm đều do y tự tay xuống bếp. Đây cũng khiến y luyện được tài nghệ nấu ăn giỏi. Còn gia cảnh của Tôn Lâm và Vương Tuân lại không tồi, nhưng tiêu xài bình thường cũng bị gia đình khống chế, vì thế đơn giản cũng không có thư đồng. Ngày thường hoặc là ra ngoài ăn, hoặc là góp gạo thổi cơm chung với Trình Mộ Dương. Trình Mộ Dương nấu một nồi cháo lớn, ngoài ra còn hâm nóng lại bánh bao buổi sáng, như vậy món chính đã xong. Sau đó lại thái hai quả mướp đem xào với thịt đầu heo đã cắt miếng, còn thịt đầu heo còn lại y cắt miếng chế thêm mắm tỏi. Như vậy là có hai món ăn đơn giản, tuy hình thức không đẹp mắt nhưng mùi vị lại vô cùng thơm ngon. Khi Trình Mộ Dương vừa làm xong cơm tối thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của Tôn Lâm và Vương Tuân. Ngay sau đó hai người nhanh chân vào trong nhà, trong đó Tôn Lâm dáng người hơi mập, người thấy hương thơm của đồ ăn lập tức lớn giọng kêu: "Vân Khải huynh, hay là món gì ngon thế? Ta sắp đói muốn chết rồi." "Trong Khải huynh đến thật đúng lúc, ta cũng vừa nấu cơm xong, đoán là các huynh chắc cũng chưa ăn cơm nên làm nhiều một chút." Trình Mộ Dương nhìn thấy hai người Tôn Lâm cũng không kìm được cười lớn nói: "Vậy thì tốt quá rồi, ta ngửi thấy mùi thịt đầu heo, hơn nữa chắc chắn là tay nghề của Lưu đầu heo, thơm ngon béo ngậy, mỡ mà không ngấy, quả thực là hàng quý mà." Lúc này Vương Tuân mặt dài bên cạnh Tôn Lâm cũng cười nói: "Biết là lệnh học huynh thích món này mà, mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của ta xem sao." Nghe thấy lời của Vương Tuân, Trình Mộ Dương lại cười nói: "Ba người họ ở cùng với nhau sắp được một năm rồi, chúng sống cũng rất vui vẻ." Vì thế Tôn Lâm và Vương Tuân cũng không khách khí với Trình Mộ Dương, liền giúp đối phương bưng bắt đũa, sau đó bày một mâm cơm lên trước bàn chính giữa nhà rồi quây quần bắt đầu ăn cơm. "Vân Khải huynh, ngày mai huynh đi không?" Nhưng vừa bắt đầu ăn cơm thì Tôn Lâm bỗng nhiên hỏi: "Đi gì cơ?" Trình Mộ Dương nghe thế vậy cũng không khỏi ngây người: "Không thể nào, Vân Khải huynh lại không biết hả?" Tôn Lâm nhìn thấy Trình Mộ Dương mặt mày mông lung liền không khỏi kêu lên một tiếng: "Trong Khải huynh, Vân Khải huynh thời gian này một năm dòng cắm đầu vào học hành, hôm nay chắc chắn cũng ở thư viện cả ngày, huynh ấy không biết chuyện này cũng rất là thường tình." Lúc này Vương Tuân lại cười nói, y vô cùng hiểu Trình Mộ Dương, chốc lát đã đoán ra đối phương cả ngày nhốt mình trong thư viện. "Cũng phải, Vân Khải huynh là người cố gắng nhất trong ba người chúng ta. Ta thấy trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, Vân Khải huynh nhất định có thể đỗ thủ khoa, nói không chừng có thể được một vị giáo sư trong học viện để mắt trực tiếp thu nhận làm đệ tử thân truyền." Tôn Lâm lúc này cũng cất tiếng cười nói, thực ra y và Vương Tuân cũng cực kỳ nỗ lực, chỉ là so với Trình Mộ Dương lại kém một chút. Ví dụ hôm nay sau khi họ nghe tới chuyện này thì gần như không học hành gì cả, chỉ thảo luận chuyện này với một nhóm bạn bè cùng chí hướng. "Trọng Khải huynh, lệnh học huynh, các huynh rốt cuộc nói chuyện gì vậy?" Trình Mộ Dương liền vô cùng tò mò hỏi. Mấy ngày nay y đích thực có hơi không màng tới chuyện bên ngoài, bây giờ thấy dáng vẻ của hai người Tôn Lâm và Vương Tuân, dường như thật sự xảy ra một chuyện gì to tát rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 121 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 122.